phải là chị với em chưa bao giờ làm việc chung với nhau đúng không? À, em với chị với làm nhau rồi á. Sao mày làm cái việc đó? Ăn đi nào. Chị làm cái chương trình du lịch chị thú đó, mà sát bên chị đó. Đó, cái show đó ra, YouTube tin nào. Đó luôn á, hôm đó tôi nhớ là bạn ngồi kế bên cái áo cây chuối nè. Chị còn còn có một cái đôi môi làm bằng sáp nữa. Đó, thấy chưa? Đôi môi thương hiệu của Miko. Bây giờ mình phải dùng cái này mới là hợp với đôi môi của Kim Đạt. Lấy cái đôi môi đó, anh. Mình có uống Corona với chanh chưa? Đó, bây giờ là phải lấy cái miếng chanh lên, xong rồi chét lên môi. Bảo làm như thế này. Cái tay. Bỏ vô miệng. Cái tay nước mắm để tôi tự. Bây giờ phải cầm lên nha. Này, miếng này đẹp nè. Vút trên bờ môi một cái nè. Vút trên bờ môi. Bờ môi sáp. Bờ môi sáp giờ thành bờ mơ mắm. Thôi để cho bé bún đậu bún thơm. Mọi người ơi, Bi cũng là bị tụi mình vạch mặt rồi. Cho nên là Bi ơi. Thấy rồi, có mặt liền luôn. Cái này có phải là cà phê đúng không? Thanh thử đi Thanh. Đâu uống. À, mình không có được khởi, mình cứ nhắm. Còn anh rót nước sôi cho em sẵn không? Cái này gọi là cái đặc sản mà kinh điển và đỡ xấu luôn ơi. Chắc đi luôn. Lạ lắm, mọi người nếm thử không? Lạ lắm. Ở đây uống hết rồi. Ở đây ai cũng uống hết rồi. Dạ, cái hết luôn hả? Tôi uống chưa? Rồi. Phải nói gì đi. Phải nói gì cho người ta uống. Dạ, mất muỗng mình cứ uống ra qua mình uống vậy, tao đâu có biết mình có uống cưng. Đúng rồi, cưng đó. Anh chỉ cho Bi. Nhức nhối rồi. Chữ gì uống đủ đi. Cảm giác này khó chịu lắm luôn á. Trời ơi, mùi. Tội nghiệp ra đây khóc luôn kìa kìa. Bây giờ cho tôi hỏi thiệt, cái này là cái đồ ăn sáng của tụi tôi đó. Dạ, đây là đồ ăn đó anh. Bây giờ mình sẽ ăn. À, trên đó sẽ có một cái bí mật. Ai mà có cái bí mật đó là sẽ bị phạt. Trời ơi, làm đưa menu ra gọi khí thế. Ăn bị gớm. Thế ăn đồ chay đồ. Rồi bây giờ đi khỏi đây đi, coi ai chung số nè. Dạ, rồi. À, không có mình Du Anh. Ai mà có hai bịch bột nêm là bị. Cảm ơn bà Dô, cảm ơn bà Dô rất nhiều. Em quên luôn phòng của em quên, xin lỗi. Thôi không được, tôi ăn chay mà. Đã hả? Gì nữa, còn suy nghĩ gì nữa ba? Tất cả mọi người hãy bỏ thật nhanh bột nêm và dầu vào. Gì? Làm chi vậy? Và chuẩn bị chế nước sôi. Rồi sao nữa? Người ăn nhanh nhất. Trời ơi! Nước nóng mới biết vậy, tao bỏ nước cung tên cho lùa cho nhanh. Rồi sao nó thở? Ờ hả? Bà này bây giờ làm dâu nhà chắc cực lắm luôn. Nằm của nó mà. Chứ ăn thì cực quá. Mẹ, ăn vừa tưởng tượng đi nuôi là bò cưng. Bánh canh sườn á cưng. Bỏ ăn dùm. Không, đừng. Mình hết ăn bụng đêm lắm. Ăn không hết nổi rồi đó. Ngon quá. Ngáo thiệt á. Trời đất ơi. Nóng. Ăn tôi đổ mồ hôi luôn rồi nè. Ăn vô một chỗ. Ê! 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 Tao đã không để ý gì hiểu không? Nè, để hương em đi. Một đũa thôi. Tốt với em từ đầu đi. Chứ không hết. Đó. Cái miệng đúng hết nước lèo bỏ đá vô thôi. Uống hết nước lèo luôn, mới tính không đâu. Tao giục cái ly ly, bạn thấy tao giục cái ly xuống đất hả mày? Trời ơi trời. Đã chơi yêu này rồi là biết rồi. Đó, sao Vinh, bạn sao bạn không tin tôi vậy? Dạ tôi hỏi. Kiểm chứng nha, hết mì rồi nha. Ê, 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 ê. Bận. Camera giữ quay lại nha Vinh. Nói chứ mình dọn lại đi. Quay lại nha. Quá dừa quá. Cứ nhây nhừa. Á. Không còn gì để nói với em nữa đâu. Tôi làm chứng là ly, cái ly nước này vẫn còn. Mi cô là thua nè, còn mì nè. Đây, còn mì nha. Cô rồi. Bỏ vô miệng, bỏ vô miệng. Bỏ vô miệng. Bỏ vô miệng nhanh lên. Bây giờ bỏ vô miệng. Đây, cái này được tính.
em uống được nửa ly rồi. Nói chung là Miko, em tranh thủ đi bạn kịp đó. Chị đổ vô đầy ly rồi. Cái ly này là của Sĩ Thanh. Mà bây giờ vậy em gì chia nửa cái bill chơi không? Chơi. Chơi không? Nói hôm nay em dễ thương quá vậy. Chứ bây giờ Sĩ Thanh cũng chưa xong à, giờ mình chia ba đi. Mình chia ba đi. Chơi. Xong luôn. Chơi không? Chơi chơi chơi. Chơi chơi ba đi. Chơi ba đi. Cuộc chơi này có vậy vậy được. Ok. Có ba người. Ok. Bây giờ có nghĩa là cái bill 1 triệu 2 mỗi người. 1 triệu 2 mỗi người 400. Wow, fantastic baby. Không thể tin được. Sao mà mấy em? Dạ chị. Chia ba. Tụi em chia ba. Trời ơi, sao chia ba vậy? Không, em lại muốn còn chút xíu xíu à. Xong mấy chị cái đổ vô đầy đi lại rồi. Vậy thì em phải rút cho cái bài học kinh nghiệm đấy chứ. Dạ. Thôi, gì chị? Nó bỏ vô 200 thôi, hai đứa em rồi. Mỗi đứa 500. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ mình sẽ làm cái cuộc mà chia đội. Thì có thể là như sau, mình xin đọc chia làm hai đội, đội yêu âm nhạc và đội kẻ thù với âm nhạc. Ekip sẽ cung cấp một đoạn nhạc piano ngắn, ai đánh được giống là nhạc mẫu thì vào một đội. Phần 2 là đội may mắn và đội đen đuổi. Các thành viên phải lần lượt ăn kẹo thúi. Ăn đến ăn đến khi nào trúng kẹo thúi thì thôi. Ba người ăn phải kẹo thúi đầu tiên rồi cùng một đội. Có cảnh gì mà cứ đứng vỗ hoài. Rồi bây giờ Thanh nghe nội dưỡng nha. Xin mời âm nhạc. Nói được rồi. Rồi. Nhường nghe mất. Ai là người yêu âm nhạc thì ai là kẻ thù của âm nhạc. Khách mời được quyền ưu tiên. Thể hiện đi. Thể hiện đi. Cùng xì đi. Bây giờ chị mà thắng là cưng vô trước nha. Chị thắng là em vô trước. Một. Dạ chị đá gì? Không, đừng nói nhiều. Một. Hai. Ba. Đỏ. Anh sao mà em nói là ví dụ mà chị thắng thì em vô trước luôn. Trời ơi, Thanh ngồi đàn rồi. Tướng mà biết đánh đàn rồi đó. Không chịu đây mà chị Thanh. Tăng chịu, chịu luôn á. Sai, cái bước đầu chỉ là bước đệm thôi. Nãy nó gõ trống là đã thấy cái gõ trống quốc rồi. Bây giờ mới là bước thiệt. Tôi nghĩ cái đội giữa chắc bị mất dính rồi quá. Kiểu đây. Dạ, hay quá chị. Rồi bây giờ Bi lại được không? Em đánh chỉ cần đánh được hai nốt thôi là em ăn chi rồi. Thảo em phải đánh một khúc chứ. Đánh đàng hoàng chứ. Chị lớn thì em nghĩ gì lớn đi trước. Trời ơi, chị không bao giờ bóc cái bảo vô đi. 2, 3. Kiểm tra đi. Tự kiểm nha. Ai vậy hả? Tự kiểm nha, bản thân nha. Nhai cũng vậy luôn à chị. Rồi, tới bảo nè. Chị. Mùi gì kệ tao. Chị mới nói, tao biết không phải mùi thúi chứ mặt chị nhăn nãy giờ luôn á. Chị đơn. Chị đùa không? Ăn, đứa nào muốn tinh túi thì cho ăn. Muốn hỡi, muốn biết túi thì cũng hỡi. Ba làm 5 viên như một luôn. Tôi ghét cái mùi đậu đỏ đó. Đây là đậu đỏ nè anh.
Sao tụi bay hơn vậy? Tụi ăn 10 kèo không mà. Bỏ mẹ đi. Thì anh người ta nói. Đúng rồi. Thử đi. Ơi, đây. Miko không bao giờ tin Bazo cả. Thôi mẹ ơi. Tiếp đi cô còn đi thu túi nè. Cái mùi này nó cũng hơi kỳ kỳ mà tôi thấy nó cũng ăn được. Thử không? Tại bà chết chấp nhận thúi luôn hả? Chấp nhận. Không, mùi này mùi thúi á. Mùi này mà. Đâu đây coi kiểm chứng. Mùi này mùi thúi á. Mùi á, mùi là mùi cái chân. Mẹ ơi. Đúng rồi. Mùi của mẹ. Mày ngửi thì tao. Cái mùi này là cái mùi mà đi ngửi thử đi chị dọn liền luôn. Cái mùi mà rau leo đây. Được, tôi không ngờ con người lại có thể như thế. Biết cái mùi đó em và bố nó hửi luôn. Cái mùi đó biết mùi gì không? Cái mùi rong rêu trên tường á. Nó màu mùi mát quá. Rồi, 1, 2, 3. Chấp nhận được luôn. Một chàng trai, hai chàng trai, một cô gái.